Bữa nay gia đình em ăn bạch tuộc sống. Tôi còn nhúc nhích nè mọi người ơi. Đang ăn lễ mà. Rồi bây giờ mình bỏ bạch tuộc vô nước mắm các bạn. Bỏ vô nước mắm cho nó bòi nha. Cho thấm nước mắm ăn nha các bạn. Chú bỏ bạch tuộc nha. Ăn nó rất là khó ăn, nó bò dính tùm lum rồi ra. Đó các bạn. Đó, bỏ hết luôn rồi chú. Bỏ hết luôn hả? Bỏ tụi con thôi. Bỏ hết luôn. Đó. Ôi, chừng nó bỏ ra ngoài. Nó bỏ ra ngoài đó. Con ơi, bỏ nhiều quá bỏ ra ngoài em. Hai con thôi. Bỏ hết luôn đi chú. Có cái nắp gì ta? Đó, bây giờ Trung Nguyên vô ngồi chú ăn nha các bạn. Rồi, mời các bạn xem nha. Rồi. Bây giờ Trung Nguyên mời gia đình mình ăn lễ nha. Rồi, đó con bạch tuộc nha các bạn, đó còn sống luôn nha. Nhớ mẹ. Con làm hồi tiên con cũng ăn, con cũng ăn nha. Chú ăn cầm nó không nhanh dạ. Trời ơi. Chú tài. Ngon quá. Với Trung Nguyên. Dằn bỏ chú yêu mà. Em trắng trần hơn. Ngày nó lâu quá. Ôi. Nghe đúng chưa? Trời ơi, ghê quá. Anh đi. Ớn quá à, trời ơi. Còn hai con vừa tôi. Không nghe nhầm coi không? Chấm miếng. Trung Nguyên nãy mua người hai con được mua chi quá trời. Vậy nên nhìn nó bắp. Ủa, bò ghê quá. Cho má hả? Ôi, má thấy muốn nổi da gà. Đang lễ vui rồi. Dạ, anh Trung Nguyên hỏi. Bữa nay đang lễ ở nhà. Nhà em đang lễ bằng bạch tuộc sống rồi cái nhà. Bạch tuộc sống chấm nước mắm. Cô mơ. Cho nước mắm bông 3 năm. Ôi, nước mắm này ngon. Nước mắm này cô thấy nó ngon đẹp. À, nhưng kìa. Trời ơi. Con bạch tuộc sống mà cà que gì thấy ghê cũng chết luôn vậy. Mà làm gì ăn yếu á. Cái nước mắm này vừa ăn luôn. Ngon lắm rồi. Cho các bạn xem nha. Nhưng mà mọi người ơi. Anh đưa ăn cái đầu đây. Anh cắt bỏ rồi. Cái đầu có răng đó hả? Có cái đầu không ăn được. Người ta trang kê của mình nữa thôi. Anh em mình á. Cắt thì chú rồi. Ngồi nhìn thôi, giải kim đỏ ba người ăn được. Mắt ai bắn hả? Đỏ dám nhắm ăn rồi. Chết đỏ quá. Trung Nguyên đỏ dám nhắm ăn đâu. Xấu không nhắm ăn đâu. Trung Nguyên với bà con nha. Trung Nguyên trời ơi, còn sống cái ghê quá. Nó nhầm. Ghế thằng giấy vậy. Trời ơi, má ơi, cái nốt kìa. Ê, ê, ê.
còn sống yên nguyên luôn, giờ mới ghê quá. Anh vô, anh vô lấy cái ghế rồi để mình chiến vô. Dạ, dạ. Vậy cái muỗng vậy, tôi hút mắm. Ôi, ghê quá. Trời ơi, ăn rồi mà nó thấy ghê. Ngon quá. Ngon á. Mắm ngon được hả? Sao mà nó thấy ghê. Mà thấy ghê thiệt. Con phụ. Còn các bạn ơi, chúc các bạn có một ngày lễ thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha. Con chúc mừng con đấy nha. Bỏ ra lấy cần khác rồi. Dạ. Để thằng dễ nhiều nữa. Con cũng con ăn bự, chú ăn con nhỏ à, vậy thôi, tối con này bự mặt bao ngon luôn các bạn. Tối rồi các bạn. Rồi rồi rồi. Tất nhiên nữa con lấy đi. Thôi. Nhìn nó sợ. Này em làm rồi hồi tối mà chị biết rồi em bỏ tủ lạnh. Cắt cái đầu nó ra nè. Đúng rồi em làm bữa nay. Đâu bỏ. Không ăn lại chứ. Bỏ hả? Cái đó để ra đi. Vậy sao? Vậy ăn sao? Đâu hổ quá. Không gửi đi luôn cho ba. Thì mới ăn đồng chia đều là con ăn nữa, chú ăn nữa. Ăn đồng chia đều coi. Ăn đồng chia đều được. Cắt ra mà còn nhúc nhích được hả? Nó còn sống mà. Nó còn cơ á, nó còn cơ. Cái cơ của nó còn sống á các bạn. Ngon quá. Tôi xin mời cái nhà nha. Quậy ngại miếng bấm rồi đó. Má còn miếng bấm mẹ rồi. Nó còn nhúc nhích kìa. Ờ, nhúc nhích rồi. Ai chết chết, chừng đi dành vô mắt ha Trung ơi. Ăn ngày đau Trung ơi. Ăn chả giống ghê quá. Ừ. Ngon quá. Thấy ớn quá là ngon. Ăn không té, không gớt đồ luôn rồi nè. Ăn gà nó thấy gớt. Gà chung chết nè. Ở dưới ngoài nó còn ăn con gián. Ăn ít sống, người. Ngon quá. Trời ơi, em ăn gì chín ăn được sống. Nhích ghê quá. Không muốn phá cách mà, tại vì đó giờ đâu ai nước mắm này đâu. Như là nhớ hiểu nước mắm cho bà đó. Đó, biết rằng là các bạn. Có biết rằng nước mắm ngon nhưng mà cô mốm thấy con này nó giúp 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 cô mốm sợ quá coi nè. Không phải là nước mắm chỉ ăn nó còn sống ăn nè. Áo bự nha. Còn ăn được bạch tuộc sống nữa các bạn. Rất là ngon luôn. Đó cái bò kìa. Thử miếng đó mẹ. Ôi. Mà ba thử miếng. Ôi không dám ăn nó xỉu à. Trời ơi. Cắt rồi á mà còn nhức hay. Cái cơ của nó mà hoạt động. Cái cơ của nó hoạt động. Cái cơ đó biết không. Giống như con ếch lột da rồi á. Chặt cái đầu sống á. Sống. Sống già tiếng hộ. Ăn này chị cơm với Trung Quyên. Dạ. Đó bây giờ con mới nha các bạn. Ăn chờ cơm hả. Trời ơi, gần hết rồi. Hết rồi, có 2 con xíu rồi, có 300, 3 lạng, có 3 lạng rồi. Trời ơi, nó nhúc nhích kìa mấy bạn. Cũng trăm mấy rồi. Trời ơi, nó nhúc nhích kìa, thấy ghê ghê không? Nhúc nhích. Trời ơi. Coi nha. Quá ngon các bạn ơi. Nó le que kìa. Ôi ơi. Nước qua nó còn bắt con trùng á, con dung á, nó ăn á. Dưới đất á. Đủ thứ lắm, đủ thứ á. Ừ. Protein tốt lắm á. Nhi. Ôi. Ôi giờ mới ghê quá. Mình ăn lễ như vậy thôi. Vui vậy. Cháu nó giới thiệu nước mắm cô mớm. Biết rằng như vậy, biết rằng nó ngon rồi nhưng mà tự sống mua được chết. Mà ăn gì mà ăn mua, ăn dòng sống mà dầm đi. Nó bọt cà que đi ơn. Chứ con mực á, nó bị con cá mập ăn á. Con cá mập nó đâu có bán nước mắm được đâu. Ôi, sợ quá. Cá mập hái con này đó á Trung Nguyên. Tại chú có coi thấy không vậy á. Con này đó. Nó ăn mà nó đậu được như mình. Đâu nó đâu có chấm nước mắm đâu. Cà que. Nó biết chấm nước mắm là thôi luôn rồi đó. Nó biết chấm nước mắm chắc là bò quá. Bò quá đó. Ủa cái đứa cái đứa cái đứa. Ôi. Đi ghê quá. Vô. Đi vô cái nhà nha. Đi vô. Trời ơi, đi quá ngon. Quá ngon. Dài được. Tại vì anh không ăn chung quê ăn. Gần hết rồi mọi người ơi. Gần hết rồi mọi người. Gần hết nha các bà. Gần hết răng đúng không? Chú một chú rồi đó ăn đầu tái nhiều mà. Chú có nói. Chú ở trong rừng em được ăn đầu tái đồ kiểu nước. Tôm sống luôn ăn. Hôm đó mới giới thiệu năm á. Năm mày trà lên hả? Tôm này nhảy ra bún bún hả?
nhắc cái đầu bỏ anh lột vỏ bỏ hầm ra. Trời chú kêu cô về cho ăn món này ngon lắm. Thôi nhà đây món này có mặt tuột sống. Đấy. Trời ơi. Má mớm đi bên gì chỉ biết nhìn thôi. Không biết nói gì nữa. Nhìn sợ quá. Bây giờ còn đỡ đỡ con nãy cái gì nó bò lên bò xuống le que le què. Đâu có dễ đâu, mấy dòng ngàn lắm. 400 mấy á. Ngon lắm nè. Ừ, lắm cực cài đã. Trời ơi, ngon lắm. Coi cái miệng à. Trời ơi, ngon lắm đó. Ngon lắm đó. Giá cái bò trông nhung nhích nhung nhích nhung nhích. Ngon lắm vậy, chết rồi mà. Nó bò nhung nhích nhung nhích nhung nhích chậm rồi. Nó bò vậy không? Nè, thấy rồi, thấy rồi. Trời ơi. Nhà nó gì? Mấy ăn đồ sống được á. Đồ sống hay lắm á, chu si á. Trai nó ăn được. Trai nó ăn được. Nó phải ăn thịt bò sống á. Nó phải ăn gì cũng sống á. Cái con gì mà sống là nó khoái lắm. Nhớ con cá phải sống chạy đó. Nhưng mà thịt bò ăn sống là không có tốt nè. Tái thì được. Tái cũng ăn bít thôi. Nhưng mà các bạn nha. Đi đi, cứ đi đi. Thấy cái trường đi trước. Ngon quá bạn ơi. Có lẽ còn được kìa kìa. À, nhúc nhích thế nào thấy không? Ừ, cái này nó bò nha. Mà xem là còn nhúc nhích nào hả? Nhúc nhích nè, nhúc nhích nè. Ơi, má ơi. Rồi. Ừ. Giống như con số đo vậy á. À, thử mẹ. Thử miếng là mày nhắm mắt lại thử. Ơi. Trăm triệu ăn không? Thôi, khỏi gì, khỏi gì ha. Má mớm rất là sợ. Rồi, mình còn sót. Ghê quá trời luôn nha. Nó lưỡi. Ơ kìa 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 kìa. Nó kìa kìa kìa. Vì ơi. Vì ơi. Trời ơi nó thông lên kìa. Thấy ghê vậy. Thấy ghê. Ủa thấy cái bò chổng rồi. Trời ơi. Con lương sống còn thấy còn sợ. Trời ơi. Nếu mà con ăn mặt tụt rồi má còn ngồi cho con mà ăn con mà khỏi con lương chắc má chạy má khỏi ngồi đây với con luôn. Sợ con lương quá. Má sợ con lương á. Quá con lương nhắc má. Ôi xỉu liền á, hỏi ông coi. Xỉu luôn hả? À. Chú đâu có ăn được lương nữa. Nếu có ăn lương chú phải tự làm. Dạ. Bỏ đi. Ủa trời ơi. Nãy bỏ vô cái mâm mình cà la que chỉ còn có ba cọng thôi đó, chia sao đi. Chú ăn cọng nhỏ nữa thôi, để chú ăn quá. Ăn nhỏ. Ăn cỏ hết rồi phải không?
ăn mạch tuột xong. Rồi xin chào các bạn nha, bye bye các bạn nha. Bye bye mọi người.